trẻ 5 đến 11 tuổi có thể gặp phản ứng nào sau tiêm vaccine COVID-19? Theo phê duyệt của Bộ Y tế, có hai loại vaccine phòng COVID-19 tiêm cho trẻ trong nhóm tuổi này là vaccine Pfizer và vaccine Moderna. Đối với vaccine Pfizer, các phản ứng rất thường gặp khi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là đau đầu, tiêu chảy, đau khớp, đau cơ, đau tại vị trí tiêm, kiệt sức, ớn lạnh, sốt tần suất cao hơn đối với liều thứ hai, sưng tại chỗ, kiệt sức, đau đầu, tái đỏ và sưng tại vị trí tiêm, đau cơ và ớn lạnh. Các phản ứng rất thường gặp nhất ở nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi là buồn nôn, tái đỏ tại vị trí tiêm. Phản ứng ít gặp là nổi hạch, các phản ứng quá mẫn như là phát ban, ngứa, mề đay, phù mạch, giảm cảm giác thèm ăn, mất ngủ, ngủ ly bì, tăng tiết mồ hôi, đổ mồ hôi đêm, đau chi, xuyên nhiều, khó chịu, ngứa tại vị trí tiêm. Phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, ít hơn 1 trên 10.000 bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện chưa ghi nhận phản ứng này đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm vaccine phòng COVID-19 trong hệ thống. Đối với vaccine Moderna, các phản ứng rất thường gặp là sưng hạch nách ở vùng bên với vị trí tim. Một số trường hợp sưng hạch bạch huyết khác, ví dụ ở cổ, ở trên xương đòn, đau đầu, buồn nôn, nôn, đau cơ, đau khớp, đau tại vị trí tim, mệt mỏi, ớn lạnh, sốt, sưng tại vị trí tim, ban đỏ tại vị trí tim. Các phản ứng bất lợi được báo cáo nhiều nhất ở trẻ em từ 6 đến dưới 12 tuổi sau liệu trình tiêm cơ bản là đau tại vị trí tim 98,4%, mệt mỏi 73,1%, đau đầu 62,1%, đau cơ 35,3%, ớn lạnh 34,6%, buồn nôn nôn mửa 29,3%, sưng đau ở nách 27%, sốt 25,7%, ban đỏ tại vị trí tim 24%, sưng tại vị trí tim và đau khớp. Phản ứng thường gặp là tiêu chảy, phát ban, nổi mề đay tại vị trí tim, phát ban tại vị trí tim, phản ứng muộn tại vị trí tim. Phản ứng ít gặp là chóng mặt, ngứa tại vị trí tim. Phản ứng hiếm gặp là giảm cảm giác, sưng mặt ở người có tiền sử tiêm chất làm đầy da. Phản ứng rất hiếm gặp là viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim. Bộ Y tế đề nghị vaccine Moderna chỉ tiêm cho trẻ từ 6 tuổi trở lên, tuyệt đối không tiêm cho trẻ 5 tuổi. Trẻ tiêm vaccine Moderna tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.